chào tất cả các bạn, mình tên là Võ Lê Phượng Như. Mình hiện nay mình đang học trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của mình thì mình thích đọc sách, đi xem phim, đi chơi với bạn bè và lướt web. Sau đây mình xin trình bày một đoạn nhỏ nhỏ và hát. You're always on my mind, on day and on the time. You're everything to me, right before to let me see. You took me in my room, with kiss and everything. I'll wait to be with you, more than inside me, yeah.